Cũng trong sáng nay, ông Long Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo nâng cấp đô thị thị trấn Trần Đề, cùng dự có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Trần Đề. Tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân huyện Trần Đề, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng thị trấn Trần Đề đạt đô thị loại 4 đến năm 2025, định hướng thành lập thị xã Trần Đề đến năm 2030. Theo đó, đến nay thị trấn Trần Đề đã đạt được 43 trên 53 tiêu chuẩn, còn lại 10 tiêu chuẩn chưa đạt như tỷ lệ tăng dân số hàng năm, bao gồm cả tự nhiên và cơ học, mật độ dân số tính trên diện tích đất xây dựng đô thị khu vực nội thành, nội thị, thị trấn, mật độ giao thông đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật. Qua đó, huyện đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo các sở ngành sớm thực hiện cân đối, hỗ trợ nguồn kinh phí triển khai thực hiện các dự án để đảm bảo cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là đầu tư tuyến đường tỉnh 934, đoạn thuộc thị trấn Trần Đề, tuyến đường Lăng Ông. Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã tập trung cho ý kiến và đề xuất các giải pháp kế hoạch để đạt mục tiêu đề ra. Ông Lâm Hoàng Nghiệp đề nghị các sở ngành tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ về chuyên môn, giúp Trần Đề thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Phấn đấu đến tháng 5 năm 2025, thị trấn Trần Đề được công nhận đô thị loại 4. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Trần Đề tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về chỉnh trang nhà ở, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, đường hoa, thường xuyên tổng dọn vệ sinh môi trường. Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách trình tại kỳ họp thứ 21 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự còn có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp chuyên đề lần này, Ban Kinh tế Ngân sách được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phân công thẩm tra 26 nội dung, gồm 9 tờ trình về điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh, tờ trình ban hành nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự, tờ trình ban hành nghị quyết quy định mức chi và mức hỗ trợ bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra còn có 17 tờ trình điều chỉnh dự án đầu tư, trong đó có một số dự án quan trọng như dự án đầu tư hạ tầng khu tái định cư số 1 thành phố Sóc Trăng, dự án xây dựng mới trung tâm y tế huyện Mỹ Xuyên, dự án xây dựng hệ thống hạ tầng chống ngập úng vùng trũng và phòng chống hạn hán xâm nhập mặn huyện Châu Thành và huyện Mỹ Tú, dự án phòng chống xâm thực xói lở bờ biển thị xã Vĩnh Châu. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo các báo cáo thẩm tra, bên cạnh đó góp ý chỉnh sửa để làm rõ thêm một số nội dung. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ông Lê Văn Hiểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn chỉnh nội dung dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Chiều cùng ngày, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức họp thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ 21, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Dự tại cuộc họp có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, quá trình triển khai nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, năm 2023, năm 2024, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã thay đổi nhu cầu sử dụng và khả năng triển khai thực hiện kế hoạch vốn giữa các cơ quan đơn vị của địa phương. Cụ thể là quá trình lập hồ sơ trình thẩm định phê duyệt có chênh lệch tăng giảm khối lượng so với tổng mức đầu tư ban đầu khai toán. Một số địa phương gặp khó khăn trong triển khai thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất. Các công trình hết nhiệm vụ chỉ còn thừa vốn do tiết kiệm qua đấu thầu và chi phí không sử dụng. Một số nội dung không còn đối tượng hỗ trợ. Nội dung điều chỉnh gồm điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước đối với vốn sự nghiệp chưa giải ngân hết trong năm 2023, bao gồm năm 2022 chuyển sang năm 2023, được chuyển sang năm 2024. Điều chỉnh phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đối với vốn sự nghiệp. Điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023, bao gồm năm 2022 chuyển sang năm 2023, được chuyển sang năm 2024. Bốn nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết này được các đại biểu tham dự cho ý kiến góp ý hoàn thiện để chuẩn bị trình tại kỳ họp 21, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10.